Mê cái cách Diệp Lâm Anh biến hình. Lúc ở nhà chăm con thì như mỹ nhân Gen Z cá tính, đơn giản vẫn đẹp. Đi sự kiện lại thành nữ thần mặn mà, quyến rũ với các kiểu outfit khoe thân. Bước lên sân khấu lập tức thành nữ hoàng lông vũ kinh diễm. Diệp Lâm Anh từ khi trở lại đã luôn là tâm điểm chú ý không chỉ vì tài năng và sự nhiệt huyết, mà còn vì nhan sắc và phong cách được lòng giới trẻ. Mỗi hoàn cảnh chị đẹp này lại chọn một phong cách khác nhau, rất đa dạng và dù ở đâu cũng cực kỳ phù hợp. Ở nhà thì như mỹ nhân Gen Z cá tính. Diệp Lâm Anh đã là mẹ hai con, rời xa cuộc sống một quý cô độc thân từ lâu, nhưng từ trước đến nay chị đẹp này chưa từng xuất hiện với hình ảnh một bà nội trợ hay mẹ bỉm sữa bao giờ. Ngay cả ở nhà Diệp Lâm Anh cũng trụng phong cách cá tính, trẻ trung cực kỳ hợp thời như những cô nàng đôi mươi. Chị đẹp rất thích phong cách áo thun đơn sắc, quần jean trẻ trung, áo crop top và phối chúng với nhau tạo nên những bộ trang phục cực kỳ bắt trend, giới trẻ siêu thích. Ngoài những bộ trang phục nữ tính nhẹ nhàng đó, bà mẹ hai con này còn cực yêu thích những trang phục theo phong cách thể thao khỏe khoắn, năng động. Diệp Lâm Anh thường chọn quần jean ống rộng kết hợp với áo trơn hay áo cúp ngang, những bộ đồ thể thao quyến rũ như quần dài, áo cúp ngang khoe eo thon và đi những đôi giày thể thao nổi bật, đa dạng kiểu dáng tạo điểm nhấn. Đương nhiên, để cân được những trang phục ôm dáng cá tính như vậy, dáng người và thần thái của Diệp Lâm Anh đóng góp công rất lớn. Hoa nữ thần mặn mà, quyến rũ khi đi sự kiện. Ở nhà thì trụng phong cách cá tính, trẻ trung, nhưng mỗi khi đi dự sự kiện là Diệp Lâm Anh lập tức trở lại hình ảnh một nữ thần quyến rũ với những bộ cánh lộng lẫy bó sát, khoe dáng người uyển chuyển, thường sẽ là khoe vai trần hay cúp ngang, khoe được cả khí chất nữ cường nhân nhưng vẫn dịu dàng, sang trọng vô đối. Diệp Lâm Anh từng cho biết việc lựa chọn trang phục nữ tính khoe dáng giúp cô thêm tự tin trong cuộc sống lẫn công việc. Tủ váy áo đi sự kiện của Diệp Lâm Anh cực kỳ đồ sộ, màu sắc phong phú và thương hiệu cũng cực đa dạng, từ hàng hiệu như Chanel, Dior, Gucci đến nhãn hiệu trong nước bình dân đều có đủ. Phú bà Vebis biết rõ lợi thế ngoại hình của mình nên luôn chọn trang phục cực kỳ phù hợp, ngay cả khi mặc những bộ trang phục kín đáo hơn. Thanh lịch theo phong cách nữ tổng tài, thì sự quyến rũ của bà mẹ hai con này vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Khả năng cân trang phục của chị đẹp này thực sự là vô hạn, không phong cách nào làm khó được. Lên sân khấu là biến hình thành nữ hoàng lông vũ. Sau khi trở lại tham gia show truyền hình về ca hát, khả năng trình diễn và nhảy của Diệp Lâm Anh lại một lần nữa được khoe ra trọn vẹn. Chị đẹp này ghi điểm ngay từ đầu với vẻ đẹp nổi bật, qua từng vòng thi lại càng thu hút hơn, nhờ tài năng cùng với độ hút sân khấu thuộc hàng top. Bên cạnh đó, trang phục của Diệp Lâm Anh cũng rất được đầu tư, thường đều là những bộ váy áo cắt cúp táo bạo, ôm sát người giúp cô dễ dàng di chuyển và thực hiện vũ đạo, nhưng vẫn cực kỳ kinh diễm vì được thiết kế đính kèm thêm nhiều phụ kiện bắt mắt, trong đó mỗi khi cô nàng mặc đầm gắn lông vũ là lại gây sốt. Vừa đẹp lại vừa tài giỏi, phong cách cực ổn, thần thái hút hồn, mỗi một vòng thi trang phục của chị đẹp này lại được cải tiến và thay đổi từ kiểu dáng tới họa tiết, cách phối màu, váy áo với phụ kiện, khi thì như tiên nữ dáng trần, lúc lại quyền lực như một nữ thần. Khán giả ngoài chờ đợi xem các tiết mục thì còn chờ đợi để ngắm visual của chị đẹp này nữa đấy. Không những thế, Diệp Lâm Anh còn tạo phản ứng hóa học tuyệt vời cùng các chị đẹp khác nên fan càng mê. Đẹp người đẹp nết, duyên dáng, quyến rũ, nhiều người đang thầm vui mừng vì Diệp Lâm Anh quyết định quay lại hoạt động showbiz để khán giả được mãn nhãn với nhan sắc hoàn hảo này.